Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thanh niên đã có mặt tại sân vận động huyện Thanh Trì, Hà Nội để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân. Ai cũng cảm thấy rất vui, vinh dự, tự hào vì được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi cảm thấy rất là vinh dự khi trở thành một trong 176 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đây là điều vinh dự đối với cả tôi và gia đình tôi. Có mặt tại lễ giao quân, nhiều bậc phụ huynh cũng không giấu nổi tâm sự khi lần đầu tiễn con, cháu lên đường nhập ngũ. Các cháu cứ yên tâm, hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về địa phương cùng với địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm nay công tác tuyển chọn công dân có hai điểm mới là các trường hợp từng là F0, F1 sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả âm tính thì vẫn tiến hành giao nhận quân theo kế hoạch. Nếu có các trường hợp công dân F0 thì chúng tôi sẽ tiến hành là tập trung tại một cơ sở y tế của huyện là cái trung tâm của huyện Thanh Trì để theo dõi điều trị sau khi xét nghiệm và có kết quả của hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của huyện kết luận đủ điều kiện sức khỏe thì chúng tôi tiếp tục đưa công dân lên đơn vị để giao cho đơn vị nhận quân. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong buổi sáng nay, 30 quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận 3.500 tân binh cho các đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng. Tại các điểm giao nhận quân đều được tổ chức trang nghiêm, an toàn, đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.